Đinh Thập Tự Vlog xin chào quý ông bà và anh chị em, xin Chúa chúc lành cho mọi người. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, và khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có. Trong tuần vừa qua khi tôi soạn bài giảng này, tôi cứ suy nghĩ hoài, không biết tại sao nghèo mà lại có phúc, mà tại sao giàu mà lại khốn. Tôi suy đi nghĩ lại mãi mà không tìm ra câu trả lời. Cho đến khi tôi đọc được hai câu chuyện này, thì tôi đã hiểu ra phần nào cái phúc của người nghèo và cái khốn của người giàu là gì. Xin anh chị em nghe hai câu chuyện ngắn thôi. Sống ở miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với tàu, với biển, với những chuyến ra khơi xa. Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày, anh lại tiếp tục ra khơi. Mỗi lần anh đi, chị lại lo. Khi nghe radio, TV báo bão, đêm chị ngủ chẳng yên, sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị. Cuộc sống khá hơn, gia đình sung túc hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh cá ở trên bờ. Anh vẫn đi sớm về trễ, có đêm vắng nhà, anh bảo vì công việc làm ăn, nhưng nghe đâu anh có phòng nhì. Không phải bão, anh vẫn bị cuốn xa dần, sóng gió bão táp nổi lên trong gia đình chị. Câu chuyện thứ hai. Ngày xưa còn ở Việt Nam, gia đình chị sống chật vật lắm. Sáng cháo chiều rau, ăn bữa trưa xong lại lo bữa tối. Nhưng ngày nào vợ chồng và các con cũng đến nhà thờ. Sáng lễ, chiều kinh, buổi tối cả nhà quây quần trước bàn thờ lần chuỗi mân côi. Chồng và hai con của chị lúc nào cũng ở bên chị. Tiếng cười, tiếng nói lúc nào cũng rộn ràng trong gia đình. Nghèo nhưng hạnh phúc. Rồi khi qua Mỹ định cư, anh chị bị cuộc sống vật chất lôi cuốn. Chồng đi làm, vợ đi làm, con cái đi học. Cuộc sống vật chất đầy đủ hơn, sung túc hơn, nhà cửa khang trang hơn, xe cộ đầy đủ. Nhưng một tuần gia đình mới đến nhà thờ tham dự thánh lễ được một lần. Có khi được, có khi không. Cơ hội gặp mặt nhau, chuyện trò, tâm sự với nhau, ăn cơm chung với nhau, đọc kinh chung với nhau càng ngày càng thưa thớt dần. Rồi hai đứa con của anh chị đi học xa. Chúng học rất giỏi, đỗ đạt, thành công, làm nên sự nghiệp. Nhưng chúng không còn tin vào Chúa nữa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, khi Chúa Giêsu nói rằng phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó và khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, Ngài không có cái ý cổ võ cái đời sống nghèo nàn đâu anh chị em. Ngài không bảo là giàu là một cái tội, nhưng mà Ngài muốn các môn đệ của Ngài hiểu và nhận ra được những cái mặt trái, những cái nguy hại và những cái khốn khó do sự giàu có gây ra, để các môn đệ đề phòng và để tránh xa những nguy hại của nó. Giàu có tự bản chất của nó không phải là tội, cũng không phải là họa. Phúc hay tội, may mắn hay là họa, nó tùy vào cách sử dụng những của cải vật chất mà Thiên Chúa giao cho chúng ta quản lý. Ở trong bài đọc 1 trích sách huấn ca và trong câu đáp ca chúng ta vừa mới đọc, phúc cho ai là những phúc cho những kẻ biết cậy dựa vào Thiên Chúa. Giàu mà lại cậy dựa vào sức của mình, giàu mà mình lại tự cao tự đại, cho rằng những cái gì tôi có ngày hôm nay, nhà cửa, xe cộ, tài năng, bằng cấp, đó là của tôi, thì cái giàu đó là cái họa. Còn nếu mà mình làm ăn, mà mình làm ăn một cách lương thiện, mà mình biết tất cả những cái gì mà mình có đây là bởi Chúa ban, những gì mà mình có đây là của Chúa, thì cái giàu đó không phải là cái họa, thưa anh chị em. Phúc hay là họa nó tùy vào cái cách cư xử của mình, cái cách mà chúng ta dùng đồng tiền. Nếu như sự giàu có được tạo ra bởi lừa đảo, bởi bóc lột, bởi làm giàu trên xương máu của người khác, ví dụ như là buôn bán xỉ ke ma túy hay là buôn bán trẻ em, thì cái giàu đó là cái đại họa. Bởi vì Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã nói, các ngươi đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các ngươi. Ở trên cõi đất này các ngươi đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các ngươi đã được no đầy thỏa mãn trong các ngày sát hại. Các ngươi đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các ngươi. Để cái đồng tiền mà làm được giàu có là vì những cái chuyện ác ôn đó, thì đó là đại họa. Chúng ta mà tự cao tự đại, mà ỷ lại sức lực của chúng ta, không cần đến Thiên Chúa, thì đó là một đại họa. Khi Thiên Chúa cất đi rồi, chúng ta chẳng còn gì nữa. Và trong đời sống chúng ta thấy có những người rất giàu có, chỉ một đêm thôi, ngày hôm sau ra trắng tay. Cho nên cậy dựa vào sức mình, đó là đại họa.
Nếu mình giàu, mình có mà mình lại sống ích kỷ, mình chỉ lo tích lũy, không dám chia sẻ, không dám cho đi, giống như là dụ ngôn tên phú hộ ngu ngốc ở trong Tin Mừng Thánh Luca mà chúng ta vẫn nghe ở trong mùa chay, thì đó là đại họa. Với những người giàu mà chỉ biết tích trữ, Thánh Gia-cô-bê cũng nói: với những kẻ giàu có, các ngươi hãy than van rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi. Vàng bạc của các ngươi đã bị rỉ sét, và chính sự rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các ngươi, nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các ngươi. Và nếu mà chúng ta giàu mà mình dửng dưng, mình không biết nghĩa là thương xót những người khác, nhất là những người ở trong gia đình của mình. Mình giàu mình có, nhưng mà để bố mẹ của mình ra, nghĩa là tang thương bố mẹ của mình phải đói rách, thì cái giàu đó là cái đại họa. Mình giàu có mà mình đóng cửa lòng mình lại, mình không biết giúp đỡ cho những người thiếu thốn, thì ngày sau hết chuyện gì sẽ xảy ra? Thiên Chúa sẽ xử chúng ta dựa trên những gì chúng ta đã làm khi còn sống. Quân bị nguyền rủa kia, hãy đi cho khuất mắt ta, mà vào lửa đời đời, bởi vì khi xưa ta đói các ngươi đã không cho ta ăn, ta khát các ngươi đã không cho ta uống, ta đau yếu tù đầy các ngươi không đến thăm viếng. Còn những cái giàu mà là có phúc, mà là đại phúc nữa, là những cái giàu như hồi nãy tôi đã chia sẻ với anh chị em. Nếu chúng ta biết nhận ra rằng tất cả những cái mà tôi có đây là của Chúa, nếu tôi khiêm tốn nhận ra rằng tôi chỉ là một người quản lý, tôi không phải là chủ cái gì cả. Nhiều lần tôi chia sẻ với anh chị em rồi, ở trên đời này chúng ta không phải là chủ, chỉ có Thiên Chúa mới là chủ tể của tất cả mọi sự. Chúng ta chỉ là những người quản lý. Nếu sự giàu có của tôi là do làm ăn lương thiện, cái của cải vật chất mà tôi có là do mồ hôi nước mắt, do công lao động của tôi làm ra, tôi biết cần kiệm, tôi biết nghĩa là chắt chiu, thì đó, cái giàu đó không phải là họa mà là phúc. Tôi giàu có, tôi có tiền, có bạc, mà tôi biết chia sẻ, tôi biết quan tâm tới người khác, quan tâm tới ông bà, đến cha mẹ, đến con cái, đến những người nghèo khó ở xung quanh tôi, thì cái giàu đó là cái giàu có phúc, thưa anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, nếu anh chị em đồng ý với tôi rằng giàu tự bản chất nó không phải là một cái tội, nhưng mà nó tùy vào cái cách cư xử, cái cách hành xử của chúng ta trong cuộc sống, về cái cung cách xài tiền của chúng ta, thì tôi xin đề nghị với quý ông bà anh chị em là chúng ta hãy nỗ lực làm việc, làm sao đó để mình có của ăn, làm sao đó để mình có của để. Cái chuyện đó Thiên Chúa không có cấm, đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm. Bởi vì khi sáng tạo nên tất cả vũ trụ, trời đất, biển khơi, Thiên Chúa đã giao cho con người với một cái mệnh lệnh là hãy làm chủ bá chủ mặt đất này, và hãy làm cho nó sinh sôi nảy nở. Cho nên làm giàu không phải là một cái tội. Chúng ta phải cố gắng siêng năng lao động làm việc, làm việc bằng chính đồng tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta làm ra, chứ không phải là bóc lột người khác. Không phải là mình làm kiếm được tiền trên đau khổ của người khác. Điều thứ hai là cố gắng hết sức để đầu tư, để giàu có về ba phương diện này mà ở trong tờ thông tin tôi có ghi. Bởi vì suy cho cùng với anh chị em, mình không có cái thước đo nào để mà đo xem là mình là giàu hay là nghèo cả. Anh chị em có biết ai là giàu, ai là nghèo không? Chỉ có người này ngó người kia bảo rằng người kia giàu thôi, chứ không có ai là giàu cả. Bằng chứng là Bill Gates vẫn còn phải đi kiếm tiền. Chúng ta phải làm giàu về ba phương diện này. Thứ nhất là giàu lòng thương xót, tức là biết động lòng trắc ẩn trước những đau khổ cũng như bất hạnh của tha nhân. Noi gương bắt chước Chúa Giêsu như khi xưa, Ngài động lòng trắc ẩn khi thấy dân chúng đói khát, Ngài cảm thương khi thấy bà quá thành Nain đem con đi chôn, Ngài động lòng trắc ẩn khi thấy dân chúng bơ vơ không có người dạy dỗ. Chúng ta phải có một trái tim rung động trước những đau khổ của người khác. Chúng ta càng biết cảm thông với nhiều người bao nhiêu thì lúc đó chúng ta càng giàu lòng thương xót bấy nhiêu. Cái giàu thứ hai mà tôi và anh chị em phải cố gắng là giàu lòng vị tha, nghĩa là chúng ta không chấp nhất, không kiếm cách trả thù người khác, không thù hận người này, không ghét người kia. Tất cả những người xung quanh chúng ta, họ là con người, mà con người thì là bất toàn, nhân vô thập toàn. Cho nên bỏ qua những cái lỗi lầm của người khác đi anh chị em, dĩ hòa vi quý. Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô đã nói: anh em giận dữ, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn, đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng. Cho nên mình đi ngủ mà mình không có thù hận ai, đó là chúng ta đang làm giàu cho chính chúng ta. Và cái giàu thứ ba đó là giàu lòng nhân ái, tức là biết sử dụng những nén bạc mà Thiên Chúa trao cho chúng ta. Những nén bạc đó không phải chỉ là tiền bạc,
những nén bạc mà Thiên Chúa trao cho chúng ta, đó là tài năng, đó là những cái khả năng mà chúng ta có, những cái mà chúng ta biết về, hiểu biết về cái này cái nọ, chúng ta có khả năng làm cái kia, làm việc nọ. Anh chị em là những người có tài năng về ngôn ngữ, hãy sử dụng những cái tài năng đó để làm giàu cho nước Thiên Chúa. Anh chị em có khả năng dạy tiếng Việt, dạy giáo lý, mình đã ngày xưa đã từng đi tu, hoặc là ngày xưa mình đã từng học giáo lý, mình biết vào dạy giáo lý cho các em ở trong giáo xứ của chúng ta, đó là chúng ta đang tìm cách làm giàu cho chúng ta. Chúa ban cho chúng ta những khả năng về ca hát, về âm nhạc, đóng góp những cái tài năng đó cho cộng đoàn phục vụ của chúng ta ở trong các ca đoàn. Mỗi một cái hội đoàn ở trong giáo xứ của chúng ta đều quy tụ những tài năng, những năng khiếu mà Thiên Chúa ban cho, cho nên chúng ta cố gắng để chúng ta tham gia vào, để chúng ta làm giàu cho chúng ta về mặt nhân ái. Và trong ngày sau hết, những người sống bác ái, những người giàu lòng nhân ái ở đời này sẽ được ân thưởng trong ngày sau hết. Đó là chân lý, bởi chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta như vậy. Trong ngày sau hết, Ngài sẽ ân thưởng cho những ai mà còn sống ở đời này, khi còn sống ở đời này biết làm việc bác ái, biết quảng đại, chia sẻ cho người khác. Hỡi những người được cha ta chúc phúc, hãy vào hưởng hạnh phúc mà cha ta đã dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa. Vì khi xưa ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta trần chuồng, các ngươi đã cho ta mặc, ta đau yếu tù đầy, các ngươi đã đến thăm viếng. Và chúng ta cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban cho chúng ta trí khôn ngoan để chúng ta nhận ra được những sự giàu có mà chúng ta có ở trên cuộc sống dương gian này phải là những cái giàu có lương thiện. Và xin cho chúng ta cố gắng nỗ lực để chúng ta làm giàu về những cái nhân đức, thương xót, nhân ái và biết vị tha. Thay cho lời kết, tôi xin gửi đến anh chị em lời khuyên Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư thứ nhất gửi cho ông Timôthê. Anh chị em hãy lo làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành. Hãy ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. Như vậy là anh chị em đang tích trữ cho mình một vốn liếng vững chắc cho tương lai để được sự sống thật. Chúc anh chị em trong năm mới Kỷ Hợi này có công ăn việc làm, không những đủ ăn đủ mặc, nhưng trở thành những người biết chia sẻ và luôn luôn biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta đi ngay đến cái ham thứ ba là ham quyền. Anh chị em, chúng ta vừa mới nghe thư của Thánh Phaolô Tông Đồ đến hữu Ê-phê-sô. Có nhiều ông chồng rất là thích cái đoạn này: người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ. Các ông thích cái đoạn này lắm, và hễ đụng chuyện một cái thì quốc ngay cái đoạn này ra thôi, trưng dẫn ngay. Thánh Phaolô nói rõ ràng, đọc xong rồi bà thưa làm sao, đó là lời Chúa. Nhưng mà các ông ấy lại không trích cái đoạn sau: người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Và Thánh Phaolô còn nói tiếp: chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể của mình. Thế thì ở trong đời sống hôn nhân, ở trong cái mối quan hệ vợ chồng, nó không có gọi là người này làm chủ người kia, không có người này làm tôi mọi cho người nọ, mà cả hai đều phải. Ngày hôm qua chúng ta nghe thấy cái mục đích của hôn nhân là gì? Là để hoàn thiện lẫn nhau. Cho nên sự tôn trọng và cảm thông với nhau, đó là những cái điều mà Chúa dạy chúng ta. Anh chị em đây còn nhớ cái câu mà mình thề hứa với nhau trước mặt Chúa khi mình làm bí tích hôn phối trên này không? Các ông có nhớ không? Vâng, nếu mà quên thì tối hôm nay xin về in ra, dán ở trong phòng ngủ ấy, hoặc là mình dán ở trong nơi cái chỗ tủ lạnh, dán ở chỗ nào cũng có thể được, để chúng ta tự nhắc nhở cho mình. Không, mà cái này nó là cái điều mà chúng ta nên làm. Anh chị em, tôi làm việc cho người Hoa, tôi ở bên dòng tàu 13 năm, cho nên tôi thấy họ có cái này hay lắm. Anh chị em đi vào trong nhà của người Hoa, anh chị em thấy họ hay có những cái câu họ dán ở hai bên cửa. Mình cứ bảo là họ dán bùa với dán, không phải đâu. Người Công giáo vẫn dán, mà dán lời Chúa. Và khi mà họ dán lên trên cửa rồi ở trong nhà, ở trong phòng như vậy, là những cái câu châm ngôn, những câu tục ngữ dạy cho họ làm người. Và đối với người Công giáo, những câu kinh thánh họ quốc ra, họ in lên trên đó, họ để lên trên tường để nhắc nhở cho mỗi người ở trong gia đình là có Chúa hiện diện. Vì thế cho nên nếu có thể được, anh chị em in cái câu đó ra: anh du xe trần như nhộng, nhận em Maria tròn như trứng làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,
khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Yêu thương và tôn trọng, cả hai đều hứa với nhau và thề với nhau trước mặt Chúa. Vì thế nên trong ở gia đình không có cái chuyện mà chồng làm chúa vợ hoặc là vợ làm chúa chồng. Cái chế độ gọi là chồng chúa vợ tôi nó đã xưa lắm rồi Diễm ơi. Nó không còn tồn tại ở cái đất nước Hoa Kỳ này nữa đâu. Cho nên các ông, chúng ta cố gắng để chúng ta thay đổi cái não trạng của mình, thay đổi cái quan niệm sống của mình đi. Bởi vì nếu ở tại đất nước này mà mình còn cái kiểu mà mình làm chúa rồi vợ cũng đi làm rồi về, là cũng như là phải cơm nước hầu hạ mình nữa, thì cái đó nó rất là bất công. Nó sẽ là cái nguyên nhân gây ra những các anh các chị. Những người chồng mà có những cái thái độ vậy là chồng chúa vợ tôi phải suy nghĩ lại. Có những ông không bao giờ mó vô những chuyện bếp núc cả. Không bao giờ rửa chén, cũng không bao giờ đổ rác, cũng không bao giờ gọi là quét nhà hay là hút bụi. Mà tất cả là chỉ có vợ làm rồi mình đi làm về mình quăng cái check đó là kể như xong bổn phận. Cái đó là một trong những cái mà chính tôi đã thấy và đã biết. Có một gia đình đó quen với tôi khá thân. Ông chồng nói anh chị em biết không, ngồi vô bàn ăn rồi đó, mà chưa lấy đũa ra, mà bà quên không đem đũa ra, chỉ có cái muỗng thôi, ông ngồi ông chờ. Nên hỏi bà ra mà sao không ăn đi đó, anh bóc tay à, thiếu đũa. Rất là gọi là phong kiến đến độ đó. Và khi mà đến nhà, tôi đến nhà mà ăn cơm đó, là chỉ có ngồi đó chờ đến khi nào mà tất cả xong rồi đó thì mới bắt đầu ăn cơm. Không ai được phép nghĩa là ăn đụng đũa trước, trước khi ông có đụng vào, kể cả các cha. Phong kiến đến độ đó, nó có nguy hiểm như vậy này anh chị em. Là ông có một đứa con gái rất xinh, cho đến nay nó cũng khoảng chừng 29 tuổi, không lấy chồng. Học rất giỏi, không lấy chồng. Mà tại sao vậy? Mà con mà lấy chồng, mà gặp thằng chồng con mà như bố con là kể như đời con tàn. Có bao giờ các ông, các anh nghĩ rằng cái thái độ sống của mình nó khiến cho con mình bị ế không? Có đấy. Thế cho nên mình phải suy nghĩ lại. Những cái chuyện ở trong gia đình là anh chị em cần phải gọi là chia sẻ với nhau. Của chồng công vợ, về nhà bà xã mình đi làm về cũng vất vả 8 tiếng thì về đến nhà mình cũng phải đụng vô nghĩa là nồi niêu son chảo một tí, cũng rửa cái nọ rồi dọn dẹp cái kia, như vậy nó mới vui vẻ cả nhà nhá. Rồi tất cả những công việc ở trong gia đình đã vậy, công việc giáo dục con cái cũng thế. Có những ông chồng là chỉ có nghĩa là lo những cái chuyện lớn thôi, còn chuyện nhỏ không bao giờ đụng đến. Cái này rất nguy hiểm. Có cái ông đó, ông coi thường vợ ông lắm. Vợ ông làm cái gì ông cũng cho là không có ra gì cả. Hôm bà vợ chạy vào nói bảo anh ra anh coi dùng cái xe, máy xe nó toàn nước không. Ông quay qua ông gắt với bà, trách nhớt còn không biết trách mà bảo trong xe, trong máy xe có nước. Sao mà biết trong máy xe có nước? Không thật đâu mà có mà. Bà cứ nói bảo đưa chìa khóa đưa đây xe đâu, đi dưới hồ. Bà lái xe bà lui cái nó lọt xuống hồ mà nói xe có nước mà ông vẫn không tin. Khinh thường vợ. Những cái câu chuyện ở trong gia đình nó nhiều lắm, mà cái sự thiếu tế nhị, cái sự thiếu tôn trọng lẫn nhau, nó là cái nguyên nhân gây ra những cái sự rạn vỡ ở trong gia đình. Và vì thế cho nên các ông, các anh hãy suy nghĩ lại. Để gia đình mình có thể hạnh phúc, xin các anh, các ông chúng ta thay đổi cái não trạng, thay đổi cái cách sống đi. Mình về đến nhà mình cũng phải phụ giúp với vợ. Tôi nói như vậy không có nghĩa là các bà không có tội đâu nhé. Nãy giờ là các ông ngồi xuống thấy có vẻ buồn, các bà có vẻ hớn hở, phấn khởi không? Ở bên Mỹ này, cái cảnh mà vợ chúa chồng tôi cũng không phải là ít. Nó cũng đã xảy ra. Ở bên Mỹ này tôi chưa thấy, nhưng khi tôi đi qua bên Thụy Sĩ, ở bên cái thành phố Austin, ở bên đó nó có cái shelter cho các ông. Tôi thấy làm lạ mà tại sao lại có cái shelter cho các ông. Thường thường ở đây là có shelter cho các bà phải không ạ? Để lỡ mà nghĩa là bị đánh, bị hất hủi hay bị abuse gì đó, thì các bà chạy ra đó để tá túc. Ở bên Thụy Sĩ nó có cái nhà dành cho các ông. Tôi mới hỏi cha bề trên của tôi mà tại sao lại có cái nhà như vậy, thì ngài trả lời là bởi vì ở bên này có những bà nó đánh chồng, mấy ông chồng phải chạy tị nạn vô trong cái shelter đó. Chứ không phải là không có cái nạn mà vợ chúa chồng tôi đâu. Có những bà coi thường chồng mình lắm. Có những bà nói rằng tôi là tướng vượng phu ích tử, có nghĩa là tôi sinh ra là
ông chồng tôi mà làm ăn khá lên là có tôi, con tôi nó có ích làm nhờ tôi, vượng phu ích tử. Và vì thế cho nên lên mặt, nhất là sống ở trong cái xã hội Hoa Kỳ này, đàn bà là số một, lady first, sau đó rồi tới chó rồi mới tới các ông. Có đúng không ạ? Cho nên nhiều người đã lạm dụng cái quyền đó và làm cho gia đình của mình nó sinh ra những cái gọi là cái rạn nứt, những cái chuyện buồn mà không đáng xảy ra trong cuộc đời hôn nhân. Cho nên nếu ở trong gia đình mà mình không biết tôn trọng lẫn nhau thì cái đó là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Có những cái câu mà nói về kiếm về một người vợ: không quá dốt, đừng quá khôn, không ôm đồm, không ủy mị, không thiên vị, không cầu kỳ, không béo phì, đừng quá ốm, không dị hợm, không chanh chua, không xe xua, không bẻ mép, không bép xép, không nói càn, không ăn hàng, biết cần kiệm, sống lương thiện, ở hiền lương, ra ngoài đường, không lơi là. Ở đâu kiếm ra một người vợ như vậy? Có ở đâu kiếm ra không ạ? Có, ở trong tranh nhé. Hai người lập gia đình với nhau để hoàn thiện và hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên cả hai đều là những con người khiếm khuyết. Vì khiếm khuyết cho nên mình mới phải nâng đỡ nhau để bổ túc cho nhau. Cho nên đừng có bao giờ hy vọng rằng mình lấy được một người vợ hoàn hảo. Cũng đừng có mơ tưởng rằng mình lấy một người chồng toàn vẹn. Trên đời này không có ai toàn vẹn, không ai hoàn thiện cả. Chỉ có một mình Thiên Chúa. Vì thế cho nên ở trong đời sống vợ chồng phải biết nâng đỡ nhau. Cái cảnh mà vợ Chúa chồng tôi, có một ông mới viết một cái bài thơ như thế này: lái xe ra khỏi cổng nhà, vợ kêu giật ngược giết ra dặn rằng: một đừng mơ mộng thơ trăng, đụng xe thi sĩ gãy răng u đầu. Hai đừng giữ ống nghe lâu, gái tơ ống nghẹo ghẹo đầu dây kia. Ba đừng ghé quán rượu bia, bốc men tơ tưởng nọ kia khó lường. Bốn đừng mua báo dọc đường, bìa in hoa hậu soi gương liếc cười. Năm đừng liến láo con ngươi, đồng nghiệp váy ngắn ẹo người đi qua. Sáu đừng hoang phí thời gian, ngồi lâu trộm nghía cô hàng cà phê. Nếu mình thực sự ra mình yêu thương nhau thì mình phải có những cái lời nói, có những cái cử chỉ, có cái sự tôn trọng lẫn nhau. Chứ không phải là chỉ có đay nghiến, chỉ có nghĩa là để la mắng. Có cái bà đó, bà gặp hai bà bạn ngồi nói chuyện với nhau. Bà thứ nhất nói rằng: ồ, em mới mua được một cái máy giặt, nó giặt xong cái nó sấy luôn. Bà thứ hai nói: anh nhầm cái gì, cái máy giặt rồi sấy ăn thua gì, tôi có cái máy giặt xong sấy xong gấp luôn. Bà thứ ba nói: gấp không ăn nhầm gì, tôi có cái máy giặt xong rồi sấy rồi ủi đàng hoàng. Bà ở đâu có máy đó? Anh Tư vô đây cho mấy bà coi chút coi. Những cái thái độ mà vợ Chúa chồng tôi nó có đấy chứ không phải là không. Tôi không muốn hỏi các ông ở đây bởi vì các ông không dám giơ tay đâu. Nhưng mà nó có ở trong đời sống của chúng ta. Cái ham quyền ngày hôm nay, anh chị em vừa mới nghe bài phúc âm của ngày hôm nay. Mẹ của Gia-cô-bê gì anh chị em? Thưa Thầy, xin Thầy hãy cho hai thằng con yêu quý của tôi đây, một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả của Thầy, khi nào mà Thầy được vinh quang. Cái ham quyền, cái mà muốn lấn át người khác, cái muốn control người khác, nó là một trong những cái nó nằm ở trong máu, trong tim của mình. Con người của chúng ta là như vậy. Cho nên chúng ta cần phải ý thức chuyện đó. Đừng bao giờ vợ chồng mà tỏ ra cái thái độ lấn át lẫn nhau. Đó là cái ham quyền. Cái ham thứ tư là ham nói. Ông bà ta nói: năng nói thì năng lỗi. Nhưng mà cái này thì phải công bằng mà nói, các bà phạm cái tội này nhiều hơn đúng không ạ? Ham nói. Mà khi mình nói nhiều như vậy thì mình gây ra những cái gọi là xào xáo trong gia đình. Có nhiều khi con cái của mình, nhất là những đứa trẻ mà bây giờ nó 14, 15 tuổi, nó không muốn mình nghe nói, nó không muốn nói nhiều đâu. Nói một lần thôi và nói một cách nhẹ nhàng. Còn nếu mà mình nói mà gắt gỏng lên đó, là nó sẽ có phản ứng ngược. Có cái anh đó, ông đó, ông mới đi đưa vợ ông chết đưa ra ngoài nghĩa trang. Ông đi đằng sau, ông đứng ông hát, nghêu ngao ông hát toàn là những bài vui. Thằng bạn mới chạy lại: kì đấy, để về nhà hát, đang đưa vợ mày đi chôn mày hát như vậy. Quay qua ông đạp mày im, mày không biết hai mươi mấy năm nay lần đầu tiên tao hát mà bà im.
Rồi trong một cái buổi tiệc của một cặp hôn phối kỷ niệm 50 năm thành hôn, hai ông bà nắm tay nhau lên cắt bánh hạnh phúc lắm. Ra nhà báo mới hỏi, trong 50 năm vừa qua ông bà có cãi nhau hay là không? Mà không, không bao giờ chúng tôi cãi nhau. Thì có cái gì bất đồng ý kiến với nhau? Mà không. Nhà báo nó ngạc nhiên, nó hỏi tại sao mà lại ông lại có thể sống một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như vậy. Mà tôi có bí quyết, và chúng tôi thỏa thuận với nhau cái ngày mà chúng tôi làm hôn phối ở nhà thờ đó, đêm hôm đó chúng tôi thỏa thuận với nhau, chuyện lớn tôi quyết định, chuyện nhỏ bà quyết định. 50 năm nay không có chuyện nào lớn hết. Cho nên muốn gia đình hạnh phúc, các ông cứ để các bà quyết định là ok. Sách Huấn Ca chương 26 câu 14 đến câu 15 nói như thế này: vợ có duyên thì chồng hạnh phúc, vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày. Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục. Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời, không chi quý giá bằng người tiết hạnh. Cái này Kinh Thánh nói, không phải tôi nói. Cho nên cái cơ sở nói rằng các bà phạm cái tội nói nhiều hơn các ông là nó có cơ sở nhé. Đố các ông, các bà, các anh, các chị kiếm ở trong Kinh Thánh nói là các ông, người đàn ông nói ít là quà Đức Chúa ban không? Không có. Chỉ có phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban. Rồi nhớ có cái bài này là cũng là có cô dâu chú rể lên đấy, là ông chồng ông lên ông đọc: vợ có duyên thì chồng hạnh phúc, vợ khôn khéo thì chồng được lỡ mặt lỡ mày. Nhưng cái ngày mà đám cưới mà chú rể mà đọc không được chữ L thì chớ có chọn cái bài này nhá. Khi chúng ta nói, ông bà ta nói rằng sẩy chân thì còn rút lại được, nhưng mà sẩy lời thì không thể nào rút lại được. Cái lời nói mình nói ra khỏi miệng là mình không thể nào rút lại được. Thế mà ở trong đời sống gia đình có nhiều cặp vợ chồng, khi mà bắt đầu hục hặc với nhau, khi mà xích mích với nhau là buông ra những cái lời rất khó nghe: mày tao mi tớ, thằng nọ con kia, và tệ hơn nữa là con quỷ, thằng quỷ, đủ mọi thứ, những cái từ bẩn thỉu nhất đem ra để mà mạt sát lẫn nhau. Anh chị em nghĩ thử, một cặp vợ chồng mà khi đã mạt sát với nhau như vậy, họ có thể nào hàn gắn được những cái vết thương đó không? Không. Nó sẽ nằm ở trong tim gan tỷ phế của người phối ngẫu, và nó sẽ âm ỉ, và một ngày nào đó nó sẽ bùng lên mà hôn nhân đó đổ vỡ. Cho nên đừng bao giờ các anh, các chị và các ông, các bà nóng giận với nhau mà buông ra những cái lời tục tĩu, buông ra những cái lời nói bất nhã với nhau. Đó là chưa kể tới chuyện mà con cái chúng nó nghe được. Khi chúng nghe được những cái lời nói của cha mẹ gọi là trao đổi với nhau, gọi là đá qua đá lại như vậy, liệu nó còn cái sự gọi là kính trọng đối với ông bà, đối với cha mẹ nó không? Chắc chắn là không. Vì thế cho nên lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Người Việt của mình, cái tiếng Việt của mình nó rất phức tạp. Ngày đầu tiên tôi đã chia sẻ với anh chị em rồi, nguyên cái chữ con với chữ tôi mà Linh Mục Thưa ở trên thánh lễ nó rất là phức tạp rồi. Ở trong cái quan hệ vợ chồng của anh chị em cũng thế thôi. Tôi nghĩa là tôi thấy có những cặp ông bà lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn còn nói chuyện xưng hô anh với em với nhau. Tôi thấy tuyệt vời. Người Việt mình thì thường các ông các bà lớn tuổi tí, bắt đầu 60 rồi bắt đầu có cháu rồi bắt đầu là ngại nói những câu đó. Đâu có gì đâu ngại anh chị em. Cho nên mình dùng những lời ngọt ngào, những lời lịch sự với nhau, đó là cái điều cần thiết ở trong gia đình. Gìn giữ hạnh phúc gia đình là như vậy. Năm Tân Phúc âm hóa gia đình năm nay, xin anh chị em chúng ta thay đổi những gì mà chúng ta đã phạm ở trong quá khứ. Vợ chồng hãy nói, hãy dùng những cái lời nói ngọt ngào, nhẹ nhàng với nhau. Đừng có gọi là đao to búa lớn, cũng đừng có dùng những cái từ bất nhã với nhau. Hồi mà còn thương nhau, hồi mà còn hẹn hò với nhau thì anh với em, đến lúc mà bắt đầu lớn lớn tuổi, tới nơi bốn mấy năm mươi thì thường các cặp vợ chồng hay nói là mình với tôi, rồi sau đó lớn chút nữa thì là mà bố nó với mẹ nó. Những cái từ đó cũng ok, nhưng mà đừng bao giờ dùng những cái từ mày tao mi tớ ở trong quan hệ vợ chồng. Nó rất nguy hiểm cho chính cái một cái gọi là tình vợ chồng và cho con cái ở trong gia đình.
là ham nói nhé. Rồi bây giờ cái ham tình. Không biết là ở trong giáo xứ này cha sở có biết những cái vụ mà ly dị giả về Việt Nam. Cái này nó xảy ra rất nhiều ở trong cộng đoàn Việt Nam của chúng ta nói riêng, cộng đoàn Công giáo của chúng ta nói riêng và cộng đoàn người Việt, cộng đồng người Việt của chúng ta nói chung. Ly dị giả để về Việt Nam làm hôn thú giả, đưa em của mình qua, đưa chị của mình qua, đưa nghĩa là cậu của mình qua, đưa dì của mình qua, và có những trường hợp nó xảy ra loạn luân. Hai vợ chồng đang vui vẻ với nhau, thôi bây giờ anh với em ly dị để anh về anh đưa dì nó qua, em về anh đưa chú nó qua. Lúc đầu là giả, về sau thành thật và gia đình tan nát. Cái tình trạng đó nó đã và đang xảy ra. Còn có những cặp làm hôn thú giả để đưa qua bên này lấy tiền, 30 sấp hoặc là 40 sấp gì đó, không biết bây giờ có lên giá tôi không biết, nhưng mà mấy năm trước tôi biết là 30 ngàn, bây giờ là bao nhiêu vậy cơ, không ai biết hết à. Ôi cảm ơn Chúa. 50 sấp à, làm thử sao biết vậy. Có một cái anh đó, anh ấy về Việt Nam, ở bên này, đi qua bên này rồi cả 5-6 năm không lấy được vợ, không hiểu là vì lý do gì, không biết vì cái là tướng mạo hay là vì tính tình, không biết không lấy được vợ. Xong rồi anh ta đi về Việt Nam làm một chuyến, kiếm vài chục sấp, 30 sấp đi qua bên này. Khi qua tới bên này rồi, đưa cái người gọi là bà con của một người bạn qua. Qua tới bên này mới mấy tháng sau thì anh ta có người yêu. Rồi sau đó anh ta muốn vào nhà thờ để làm đám cưới. Anh chị em nghĩ là làm được không? Không được. Bắt đầu anh ta bị stuck là bởi vì đã có hôn thú, mặc dù là giả đi chăng nữa thì cũng vẫn phải qua cái process annulment, phải qua cái thủ tục kêu hôn của địa phận. Và cái thủ tục đó nó không phải là chỉ kéo dài trong vài tháng, có khi nó kéo dài vài năm. Và sau đó, đó anh ta đành phải lấy ly dị cái cô kia, và sau đó lấy cái người mà coi như là anh ta yêu, và sống không có hôn phối, không có hay là phép đạo gì cả, và sống ở trong cái tình trạng đó suốt 30 năm trời. Thế cho nên mình đừng vì một cái lợi ích nào đó mà về vật chất mà mình đi làm những cái chuyện đó. Còn cái tình trạng mà đưa em của mình hay là đưa anh của mình đi qua rồi sau đó gia đình mình tan nát hết, như vậy thì nó có đáng hay là không? Ở bên Việt Nam đồng ý là có khó khăn thật đấy, nhưng mà không phải người nào qua đây cũng hạnh phúc đâu. Cho nên mình cứ nghĩ rằng hễ đưa anh em, đưa chị em mình qua bên này là gia đình mình sẽ, nghĩa là hạnh phúc gia đình của họ sẽ được yên ấm thuận hòa, không có đâu. Cho nên mình để làm ly dị giả, cái điều đó anh chị em phải suy nghĩ lại. Cái vấn nạn thứ hai ở trong cộng đoàn Việt Nam, giáo xứ, các giáo xứ, tôi biết các cha chia sẻ, nó là một trong những nỗi nhức nhối cho các nhà lãnh đạo về tôn giáo, nhất là các cha và các giám mục. Đó là tình trạng bà vợ về thăm mẹ, mẹ đau, mẹ ốm, nên là bà vợ cứ bên này cho đi về, về bên đó thăm, xong rồi lại qua buổi tối đến, cứ thế là chit chat ở trên internet, không biết là tại sao mà lại anh ấy cứ siêng năng như vậy. Hồi trước đâu biết gì về internet đâu, bây giờ lại cứ chit chat trên internet, về sau con nó file down ra được thì là đã có bổ nhí ở bên đó. Và cái người đó rất là đạo đức thánh thiện ở trong cái là giáo xứ, làm việc ngon lành, nhưng mà xảy ra những cái tình trạng đó. Và trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà chúng ta không có chung thủy với nhau, nếu chúng ta không có chọn cái lời thề hứa mà chúng ta đã cam kết ở trước mặt Chúa đây, thì chính chúng ta là những người phải chịu trách nhiệm. Cuộc sống của chúng ta ở ngay đời này sẽ mất bình an, và nó liên hệ tới con cái của chúng ta. Có hai ông bà kia đi qua bên Mỹ này là diện HO, tôi biết người đó, bởi vì lúc tôi mới qua năm 1991 thì hai cái người đó đến cái thành phố mà nơi tôi ở. Hai ông bà đó đi nghe nói, nghe người ta xúi bệnh, gặp nghĩa là cố vấn tối thui đấy, không phải là cố vấn tối cao mà cố vấn tối thui, bảo là bây giờ đó hai ông bà bây giờ ly dị giả với nhau đi, rồi mỗi người có một cái housing, rồi nghĩa là tiền mỗi tháng nó được hơn,
Tôi nhớ lúc đó là trợ cấp là mỗi người được có 261 đồng thôi. Thì nếu mà ly dị, hai ông bà ở chung với nhau mà ở một cái housing á, thì nhà chỉ có nghĩa là một phòng, mà có nghĩa là thêm hai đứa con nữa, cho nên hai ông bà đã phải split ra. Mà hai đứa con nó đang cái tuổi là teenager, nó đâu biết bố mẹ nó giả đâu. Hai ông bà ly dị, hai ông bà mỗi một căn hộ. Rồi sau đó, đó bà lại còn nghe người ta nghĩa là suối bậy nó là đi khai bệnh. Anh chị em biết cái bệnh gì là dễ lấy tiền nhất không? Bệnh gì cơ? Bệnh điên. Ở bên Portland, Oregon nó có nhà thương ở trên núi. Thế ai mà lên trên đó là cái tên đó là bệnh viện tâm thần. Bà đâu có mát đâu. Nhưng mà khai bệnh điên, vì vô phỏng vấn ấy, thì hỏi cái gì cũng nô hết, đâu có biết cái gì đâu. Họ cho nhưng mà họ bắt đi uống thuốc. Mấy năm sau bà điên thật. Uống thuốc, cứ thuốc uống mà nó bắt uống. Rồi sau đó gia đình tan nát, hai đứa con nó thấy bố mẹ nó qua tới bên này ly dị nhau, nó đâu biết đó là giả. Thế là nó bỏ học rồi băng đảng, rồi con gái đi chỗ nọ chỗ kia, hư hỏng tan nát hết cả gia đình. Mà lợi nhuận đâu bao nhiêu đó anh chị em, vài trăm đồng một tháng. Anh chàng đó làm nghề cắt cỏ, anh ta đi về Việt Nam rồi đi lăng nhăng ở bên đó. Anh ta viết một bài thơ như thế này: tình online có lắm điều thú vị, chỉ tội thay cho mấy chú Việt kiều. Nàng 20 tập tễnh bước vào yêu, chàng năm mấy tuổi xế chiều sống dậy. Yêu say đắm, yêu chẳng cần che đậy, từ quen nhau chàng cảm thấy yêu đời. Tóc hoa râm, cặp mắt kiếm đồi mồi, chàng nhuộm lại rồi chơi thêm kiếm mát. Chải mái tóc y chang Châu Nhuận Phát, sửa dáng đi chẳng khác Lưu Đức Hòa. Chàng tin rằng mình có số đào hoa, nên mới tìm được một cô bổ nhí. Nhưng chuyện đời có nhiều khi phi lý, vừa quen nhau mới chỉ một tháng tròn, nàng thì thầm anh yêu có nhớ không. Anh tự dân cắt cỏ cả một đời cần kiệm, chàng nghe xong chết liệm nửa con người. Nhưng vì yêu nên cũng ráng gượng cười, ra nhà băng rút tiền mua chiếc nhẫn. Được vài hôm nàng lại làm mặt giận, nói yêu em mà chẳng hiểu cho em, chat ngoài tiệm thật là mất tự nhiên, anh mau gửi ít tiền mua vi tính. Đang khi yêu chàng giống như thằng lính, chỉ cúi đầu nghe lệnh của quan bà. 1000 đô càng nghĩ càng xót xa, nhưng thôi kệ, để vui lòng người đẹp. Bóp của chàng cứ mỗi ngày mỗi xẹp, người đẹp lại phán rằng từ nhà em ra phố chẳng gần, em cần có 4000 mua a móc. Say men tình chàng biến thành thằng ngốc, còn bao nhiêu chàng moi móc hiến dâng. Gửi xong rồi nghĩ lại mới thấy đần, vì đã lỡ xạo ke là bác sĩ. Tiền dành dụm mấy chục năm ở Mỹ, giờ chuyển vào ngân quỹ của người thương. Rồi một hôm chàng quyết định hồi hương, về miền Nam thăm người tình bé nhỏ. Tạm giã biệt với cuộc đời cắt cỏ, khoác veston làm bác sĩ chuyên khoa. Đến khi trường mãi chẳng thấy nàng ra, chàng nôn nóng kêu taxi đi kiếm. Vừa đến nơi nỗi vui mừng tắt lịm, nàng đang ngồi âu yếm với một người. Chàng nghẹn ngào không nói được một lời, khi thấy cảnh nàng phản bội lả lơi. Tệ hơn nữa nàng lại còn thưa bác. Bác là ai sao xanh xao hốc hác, bác cần chi cháu có thể giúp gì. Chàng quay gót đón taxi về khách sạn. Trở về Mỹ với chuỗi ngày buồn chán, chàng mới thề muôn kiếp hận đàn bà. Vì càng nghĩ lại càng thấy xót xa, thiệt là tức, đã già còn dại gái. Thưa quý cộng đoàn, anh chị em thân mến, chúng ta đã nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau về những cái ham: ham việc, ham giàu, ham quyền, ham nói và ham tình. Đó là những cái nó đã và đang xảy ra ở trong các gia đình Việt Nam của chúng ta. Và vì thế cho nên chúng ta phải ý thức được đó là những cái nguy hiểm. Và cho nên tôi xin tóm gọn lại là xin các anh, các chị, nhất là những người trẻ, các anh, các chị có con, có cái, các cháu chỉ ở với các anh, các chị 18 năm thôi, nó không ở hơn đâu. Cho nên ngày hôm nay, nếu các anh, các chị nghĩ rằng mình là người khôn ngoan, mình cần phải đầu tư mà kiếm lợi, thì cái việc đầu tư cho con cái là cái việc lợi nhất, không bao giờ lỗ. Đầu tư cho con cái là cái công việc mà mình cần phải làm và chúng ta cần phải chú ý đấy. Đừng có nghĩ rằng mình có tiền là con mình nó hạnh phúc, không có đâu. Đừng nghĩ rằng mình có tiền mình cho con tất cả là nó sẽ thành nhân. Đó là một cái sai lầm rất lớn của các bậc cha mẹ ở tại Hoa Kỳ này.
Nhiều người qua bên này làm cắm đầu cắm cổ làm để dành tiền để cho con mình lên đại học, để cho nó có cái phân, để nó khỏi mất công phải đi mượn tiền. Tôi không biết là thành công được bao nhiêu, nhưng mà cái số học sinh mà đi học dựa vào tiền của bố mẹ đó, ít khi các cháu nó thành công. Ở bên này nó không cần. Có những người làm business để ra để cho con cái đến khi nó bỏ nhà nó đi, mà tại sao con ở nhà để con take care cái business đó, mà con đâu có cần đâu. Ở bên Mỹ này con có thể làm được. Cho nên đừng nghĩ rằng mình có nhiều tiền là con mình nó sẽ thành nhân. Có thể nó thành tài mà nó không thành nhân. Cho nên cái việc huấn luyện giáo dục con cái là cái việc nó phải đi đôi, thành nhân và thành tài. Mà tôi nghĩ người công giáo của chúng ta phải chú trọng đến thành nhân hơn là thành tài. Nếu nó không thành một con người, cho ra một con người, thì cái tài của nó có làm bác sĩ, nó có làm luật sư đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ là những cái cặn bã của xã hội mà thôi. Bởi vì nó không thành nhân, nó có làm bác sĩ, nó cũng chỉ bóc lột bệnh nhân mà thôi. Cho nên anh chị em cố gắng đầu tư cho con cái mình. Và đây là công việc tôi nhắc lại, đầu tư lớn nhất, quan trọng nhất và có lời nhất. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, đừng bao giờ nghĩ rằng mình đầu tư có nghĩa là mình làm lợi ra tiền bạc. Anh chị em đầu tư cho con cái bằng cách là mình có thời gian với chúng, có thời gian với con cái, đầu tư vào vấn đề tâm linh, về vấn đề tri thức đã vậy, chúng ta còn phải bồi bổ cho các cháu về vấn đề đạo đức nữa. Có một câu chuyện kể, một thằng bé nó hỏi bố nó: bố ơi, bố làm bao nhiêu một giờ vậy? Ông bảo là: hỏi làm cái gì vậy? Không, con hỏi, bố cứ nói đi. Ờ, bố làm 10 đồng một giờ. Thế nó ngồi nó tính, hồi nó bảo: bố cho con mượn 5 đồng được không? Nhưng ông bảo: mày, bố cứ cho con mượn. Ông có đưa cho nó 5 đồng, xong nó chạy vô, nó lấy ra 5 đồng nữa. Nó bảo với bố nó: bố ơi bố, thứ bảy này bố bán cho con được 1 giờ. Nó cần thời giờ với nó chứ nó không cần tiền. Mà nếu mà các cháu còn nhỏ mà anh chị em cứ bỏ mặc nó, anh chị em sẽ lãnh những hậu quả mà sau này mình sẽ ân hận suốt đời. Cho nên đưa con mình đi đến nhà thờ, đưa con mình đến học giáo lý Việt ngữ, đó là những cái công việc đầu tư mà anh chị em cần phải làm. Thánh Gioan Paulo đệ nhị, Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị, ngài nói là: the family prays together stays together. Gia đình cầu nguyện với nhau là gia đình sẽ gắn bó và bền vững với nhau. Như hồi nãy tôi đã thưa với anh chị em là mình nên bắt chước người Hoa cái chỗ mà mình viết những cái câu lời Chúa đó. Mình bắt chước họ. Tôi có một người bạn, anh ta làm như thế mà anh ta giáo dục con cái một cách rất là tuyệt. Mỗi một ngày Chủ nhật sau khi đi lễ về, cả gia đình như là ngồi lại với nhau để mà chọn ra một câu lời Chúa làm châm ngôn sống cho suốt tuần đó. Ví dụ như là: người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi lời trong miệng Thiên Chúa phán ra. Anh ta in nó ra, xong rồi ở trong cái phòng ăn của anh ta có một cái frame, không có để hình, nhưng mà anh ta insert cái câu lời Chúa đó vào. Và mỗi một bữa ăn, cả gia đình ngồi xuống cùng nhau đọc câu lời Chúa đó, đọc như là một lời cầu nguyện. Và con của anh ta rất là ngoan, gia đình sống hạnh phúc. Vì lời Chúa là chính Thiên Chúa, Thánh Gioan đã khẳng định. Cho nên nếu anh chị em cho con mình được ngụp lặn, được hít thở cái không khí đạo đức, được gần gũi với lời Chúa, anh chị em cứ thử tưởng tượng đi, mỗi một tuần là một câu lời Chúa. Mà con nít nó rất thông minh, nó đọc và nó nhớ. Nó nhớ rồi nghĩa là nó sẽ lặp đi lặp lại, và nó sẽ là cái gọi là châm ngôn sống cho cuộc đời của các cháu. Một năm mình có 52 tuần, 52 câu lời Chúa một năm, 10 năm là 520 câu, 20 năm là bao nhiêu, cứ nhân lên. Anh chị em sẽ thấy rằng lời Chúa sẽ thấm vào trong tâm, trong tủy, trong gan của các cháu. Và như vậy, cái người mà được gặt hái những cái hạnh phúc là anh chị, là bố, là mẹ, chứ không phải là người khác. Có nhiều bậc cha mẹ lo làm ăn quá sức lẽ mình, rồi bỏ con mình ở nhà, rồi sau đó đó mình cảm thấy guilty, mình cảm thấy mình có lỗi. Cho nên mình bắt đầu mình cung cấp tiền cho chúng nó. 15, 16 tuổi là chạy những chiếc xe là thật là xịn. 17, 18 tuổi là nó có tất cả mọi thứ mà một người trưởng thành chưa chắc có. Mà vô tình mình đã làm hư hỏng con của mình. Cho nên đầu tư cho con cái, dùng thời giờ để gần gũi với con cái, dạy dỗ với con cái, mình phải làm bạn với nó. Và có một cái cách nữa là ở trong gia đình Việt Nam của mình, nhiều khi tôi xin lỗi, nhiều người làm cha làm mẹ nhưng mà không có đi học để làm cha làm mẹ.
mình tự nhiên mình nghĩa là lấy vợ lấy chồng là mình thành cha mẹ, nhưng mà ít có người đi học để mà có thể thành cha thành mẹ. Những lớp giáo lý, những lớp kinh thánh, những cái lớp mà ở trong giáo xứ mở ra, hỏi có bao nhiêu người tham dự. Mà trong khi đó giáo lý là cái gọi là cái kim chỉ nam để hướng dẫn chúng ta, dạy dỗ cho chúng ta tất cả mọi điều, cái gì trong đó cũng có. Thế cho nên khi mà các anh các chị đầu tư cho con cái, mình gần gũi với con cái, mình cầu nguyện chung với nhau, và lúc đó mình đang xây dựng cái hạnh phúc gia đình của mình. Nên xin các anh các chị cố gắng nha. Rồi còn một cái điều nữa là các bậc cha mẹ đó, khi nói với con cái đó, mình hay ra lệnh lắm, và dùng những cái ngôn từ mày tao, mày phải làm cái này, mày phải làm cái kia. Cái đó tối kỵ. Con mình dù nhỏ hay dù lớn, mình cũng phải dùng bố nói với con cái này, mẹ nói với con cái này. Những cái lời nói đó nó sẽ dễ đi vào trong tai của tụi nó hơn. Thay vì bây giờ mình nói là con phải học hành cho chăm chỉ, tụi con nít bên này nó dị ứng với những cái mà mệnh lệnh của anh chị, nhất là ở cái tuổi 12, 13, 14, 15. Các nhà tâm lý nói rằng từ cái tuổi mà 12, 13 cho đến 25 tuổi, có đứa nó tới 30 tuổi rồi. Từ lúc nó sinh ra cho đến lúc nó biết nói, cho đến lúc nó khoảng 12, 13 tuổi, nó gọi mình bằng bố. 13, 14, 15 cho đến 30, mình phải gọi nó bằng bố. Rồi sau đó nó mới gọi mình lại bằng bố. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tâm sinh lý của con cái của mình nó thay đổi theo từng lứa tuổi. Mình phải hiểu chuyện đó. Nếu thấy nó ngang ngược, nếu thấy nó bướng bỉnh, chuyện đó bình thường. Bởi vì ngày xưa chính mình cũng thế thôi. Vào cái tuổi đó mình cũng thuộc cái loại ngang bướng. Có điều cái ở Việt Nam mình không dám gọi là show ra, mình không dám phản ứng mạnh. Cho nên mình làm cha mẹ mình phải biết cách để mà mình nên là giáo dục con cái. Thay vì mình nói với nó là ồ, hôm nay nhà thờ có các cha ngồi giải tội đó, đi giải đi, xin tội đi. Thì mình nói với các cháu như thế này: hôm nay ở giáo xứ có các cha về ngồi tòa giải tội, bố với con chúng mình đi xin tội đó. Ông các bà lớn tuổi có những đứa con nó không đi lễ đi nhà thờ, thay vì nói là tại sao mày không đi lễ đi nhà thờ, nó sẽ có hàng ngàn lý do ra, bởi vì mình hỏi nó tại sao. Nhưng mà nếu các ông các bà nói với con mình như thế này: bố dạo này thấy hơi yếu, con đi lễ con cầu nguyện cho bố tí nhé. Anh chị em thấy nó có dễ nghe hơn không? Mình đánh vào chính cái gọi là ngay trái tim của nó để nó có thể đến nhà thờ nó cầu nguyện cho mình, thay vì tại sao mày không đi lễ. Cho nên nó có nhiều cái cách mà chúng ta có thể giáo dục con cái một cách tốt hơn. Và nhiều khi chúng ta cứ theo cái kiểu mà làm việc bận rộn rồi về đến nhà bực bội rồi, cho nên hễ mà con mà nghĩa là làm cái gì trái ý mình là mình bắt đầu buông ra những cái lời rất là khó nghe, và chính cái đó nó làm cho gia đình của mình mất. Cho nên các anh các chị để ý chứ. Mình đề nghị với các cháu bây giờ nó đi học về nhà, nó tháng trước nó được điểm A, tháng này được điểm B, lại mình có thể mình hỏi với con: ba thấy điểm của con nó không được như tháng trước, con có thể nói cho ba biết tại sao vậy, bệnh hay sao? Nói như vậy nó sẽ chia sẻ với mình, bà tin chắc rằng tháng sau con cố gắng con có thể lấy lại được điểm này, bà tin chắc như vậy, bà cầu nguyện cho con. Như vậy thì nó sẽ cố gắng. Còn cái kiểu mà mình bắt đầu mình lấy thịt đè người đó, tại sao mà tháng trước điểm A, tháng này B, đi chơi lắm mà phải không, suốt ngày game chứ gì, là phản tác dụng. Cho nên xin các anh các chị chúng ta chú ý đến những cái điều đó, để rồi gia đình của mình nó sẽ được hạnh phúc hơn. Tôi bảo đảm nếu các anh các chị thay đổi cái cách sống đi, thay đổi những cái kiểu mà như là ra lệnh, cái kiểu mà hạch sách. Tôi còn nhớ một lần, mà cái này là cái kinh nghiệm cá nhân của tôi. Ngày xưa tôi bên Việt Nam có một lần tôi đi với bạn bè đi uống rượu về, say xỉn ói mửa tùm lum. Tôi về nhà tôi nằm ở trên giường khoảng 2 giờ sáng, tôi giật mình tôi tỉnh dậy, tôi thấy mẹ tôi ngồi bên cạnh cứ lấy khăn chườm đá ướp đầu tôi, không nói gì hết. Nhưng mà kể từ ngay sau ngày đó tôi không bao giờ tôi say xỉn, không bao giờ tôi đụng vô rượu bia để làm cho mẹ tôi buồn. Cho nên cái thái độ của mình, cái cách sống của mình có thể hoán cải được tâm hồn của con. Cho nên đừng la mắng, cũng đừng có nguyền rủa. Có những người nghĩa là buông ra những câu thật khó nghe. Tôi còn nhớ năm 1990
1980-81 gì ở tại quận Tân Bình ở Sài Gòn, có một cái vụ án mà đem ra tòa án nhân dân để xét xử. Thì ông chánh án mới hỏi tại sao cô còn bé như vậy mà đi làm gái. Nó quay qua nó chỉ ngay bà mẹ này. Tại cái bà này này, từ bé đến lớn rồi tôi chỉ nghe bà nói tôi là con đĩ thôi, cho nên tôi phải làm đĩ. Đấy, những cái lời nói của mình nó đi vào trong, gọi là trong đầu, trong óc của chúng nó. Cho nên thay đổi cái cách nói chuyện với con cái của mình. Đừng bao giờ dùng cái từ mày, tao, mi, tớ đối với con cái. Cũng đừng bao giờ nói chuyện với nhau bằng danh từ đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, phải nhớ rằng hạnh phúc gia đình của chúng ta mà không có Chúa không bao giờ tồn tại. Bởi vì Thánh Gioan nói Thiên Chúa là tình yêu. Ở đâu có tình yêu, ở đó có Thiên Chúa hiện diện. Cho nên ở trong gia đình chúng ta thường có những sự đụng chạm, nhưng mà cố gắng kiềm chế lại, hạn chế, đừng vội nói. Có chuyện gì đó chúng ta từ từ nói với nhau. Bởi vì khi chúng ta nóng lên chúng ta nói là nói sai, làm là làm vậy. Cho nên cầu nguyện với nhau, đi lễ chung với nhau. Ngày hôm nay vì công việc cho nên nhiều gia đình không còn có cái kiểu mà đi lễ chung với nhau nữa. Mẹ phải đi làm sớm cho nên sáng sớm Chủ nhật là đi lễ thật sớm. Rồi con đến lát nữa phải đi học giáo lý cho nên bố chở tới hoặc là nhờ bà nội bà ngoại chở tới. Rồi buổi chiều lại nhờ người khác chở về. Mình không còn có cái chung với nhau nữa. Ăn cơm chung với nhau cũng không còn nữa. Nếu trong gia đình của các anh các chị mà còn những bữa ăn chung với nhau thì các anh các chị còn có hy vọng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Ở nơi bàn ăn, ở chung quanh mâm cơm đó, tất cả mọi người sẽ có dịp để mà gắn bó với nhau. Nhưng mà ngày hôm nay nó có nhiều cái tình trạng gọi là cả gia đình khi ăn cơm cùng nhìn về một hướng, là cái tivi đấy. Ngồi ăn nhưng mà mỗi một người đều nhìn cái tivi hết, rồi cứ vào cứ vô. Cho nên chẳng lạ gì mà ai cũng phát phì. Khi ăn đừng có tivi, đừng có mở nhạc, đừng có nghĩa là ngồi computer hay là iPad, iPod, iChat gì hết, đừng có mở với nhau ra. Cơm chung với nhau. Rồi, cái điểm kế tiếp cũng rất quan trọng, đó là những cái chi tiết nhỏ nhặt ở trong gia đình, ở trong mối quan hệ vợ chồng với con cái. Hồi nãy tôi đã nói qua rồi nhưng mà tôi xin nói lại một chút nữa là mình phải để ý tới những cái rất là nhỏ nhặt. Tôi không biết là có cha nào về đây để chia sẻ với anh chị em với những điều nhỏ nhặt đấy, nhưng mà hôm nay tôi nói cái điều thứ nhất là vấn đề vệ sinh cá nhân. Vợ chồng với nhau hồi xưa nghĩa là lúc mà chưa lấy nhau là trước khi đi là đánh răng đánh lợi, rồi nghĩa là tắm rửa mặc áo đẹp để mà gặp gỡ nhau. Bây giờ lấy nhau về rồi quên đi những cái chi tiết nhỏ đó, và nhiều khi những cái chi tiết đó nó gây ra những cái chuyện mà vợ chồng hục hặc với nhau. Có một cái anh đánh lại mặc chán lắm trời. Có lần con về con ra gặp bà xã ra, hai hani há miệng ra nguyên cọng hành dính răng này. Những cái chi tiết rất nhỏ nhặt về quần áo, về vệ sinh răng miệng, về tóc tai, về nghĩa là móng tay móng chân, nó cũng là cái điều quan trọng gìn giữ hạnh phúc gia đình của anh chị em. Đừng bao giờ coi thường những chuyện đó nhé. Rồi, cái lời ăn tiếng nói phải là lịch sự nhỏ nhẹ với nhau. Các ông thường thường là nói rằng bây giờ già rồi ai mà còn nghĩa là honey với lại sugar chi nữa. Nhưng mà tôi bảo đảm với các ông các bà vẫn thích nghe đấy. Những cái lời nhỏ nhẹ, những cái lời nói với nhau lịch sự dễ thương, nó luôn luôn nó có tác dụng tốt bất cứ tuổi nào. Có phải vậy không các bà? Chúng ta nghe những cái lời nói nhẹ nhàng dễ thương với nhau ai cũng nghe được hết. Đừng bao giờ gắt gỏng chua cay với nhau. Hôm qua tôi đã chia sẻ với anh chị em rồi đó, là các bà ở nhà đừng có làm cọp mà làm mèo. Nhẹ nhàng. Bên Louisiana có cái ông đó tới nhà, hai con sư tử thiết lớn ngay trước cửa bằng đá rất là đẹp. Tôi vào tôi bảo cho tôi, bác có hai con sư tử đẹp quá vậy. Ông quay vào, hai con này mà ăn nhầm gì, trong nhà còn có con đẹp hơn. Các ông chồng đừng tiếc những cái lời xin lỗi. Đây là một cái vấn đề lớn ở trong các gia đình Việt Nam. Mình làm bố, mình làm cha mà, cho nên không bao giờ mình mở miệng ra mình xin lỗi. Nếu mà mình làm lỗi rồi mình thấy mình có lỗi thì mình im. Thay đổi đi các ông, các anh. Và khi chúng ta mở miệng ra chúng ta xin lỗi là lúc đó
chúng ta đang làm cho con người của chúng ta nó có chất người hơn. Mình mở miệng ra mình xin lỗi, cái nhân phẩm của mình không mất đi, mà trái lại nó còn tăng thêm nữa. Vợ mình sẽ nể, con cái mình nó sẽ phục. Có nhiều khi mình nghĩ mà chứ bây giờ mình nói xin lỗi mất mặt quá, cái đó sai. Trên nói những lời xin lỗi, mình làm sai, mình phải nhận lỗi. Đó là một trong những cái biểu hiện của đức khiêm nhường. Đức Giáo Hoàng còn phải xin lỗi cả thế giới nữa mà. Ai làm sai người đó phải xin lỗi. Cho nên cái câu xin lỗi đó, mình qua bên Mỹ này mấy chục năm rồi, người Mỹ họ có những cái hay lắm mà mình không học. I'm sorry, excuse me, could you please do this, or could you please do that. Ngồi ở trong bàn ăn như thế này, thay vì nói là em trao cho anh cái bình xì dầu cái, có phải nó dễ nghe không? Đưa bình xì dầu đây. Cũng một cái câu nói mà nếu mà mình biết nói đó, gia đình của mình sẽ hạnh phúc hơn. Mình làm cái gì sai, mình phải xin lỗi. Mà nếu mà nói tiếng xin lỗi, tiếng Việt mình nó nặng quá đấy, nói tiếng Anh, I'm sorry honey, nó dễ nghe hơn. Rồi cái tiếng mà làm ơn, please, nó phải là cái luôn luôn nở ở trên môi miệng của mỗi người chúng ta trong gia đình. Em làm ơn rửa cho anh cái cà men này, các hôm qua đi làm chưa kịp rửa. Em làm ơn lấy anh miếng thuốc, hay là anh làm ơn giúp em cái lau cái nhà. Có phải là nó có tác dụng không? Còn đấy mình về mình quạo rồi, cái về đến nhà cái nhà không lau bẩn như vậy không thấy à? Mình quát lên, mình gắt lên, và thế là nhiều chuyện nó xảy ra. Cho nên những cái lời nói nghĩa là nhẹ nhàng, mình lời nói lịch sự, nhỏ nhẹ với nhau, đừng bao giờ nuối tiếc nhé. Nhất là đàn ông ở bên nước Mỹ này, mình là thuộc nghĩa là phái là gentleman. Người ta nói là sao? Khi mà thấy một người đàn ông mà mở cửa xe cho một người phụ nữ thì có hai trường hợp xảy ra. Một là người đó là người tình của ông đó. Hai là cái xe ông mới mua. Tôi hỏi các ông với các anh, có bây giờ mình đi tới nhà thờ xong cái mình mở cửa xe cho vợ mình xuống không? Có ai làm vậy không vậy? Những cái thái độ lịch sự đó là những cái nó chứng tỏ là mình quan tâm đến người khác. Tôi thấy có nhiều ông đi vào trong chợ đấy, đi mua đồ xong ra đấy, chút là thấy bà vợ xách hai tay hai cái như thế này, ông cứ đụng đỉnh ăn xong đi uống thuốc rồi. Chứ nhìn nó trái tay gai mắt vô cùng. Chính tôi có một lần tôi thấy giáo dân của tôi, giáo sư đánh như xe ở trong ngày Chủ nhật, tôi đi vô trong hội quán đó, ăn xong rồi ông mua to go ra, bà nào là phở, nào là bánh cuốn, rồi trên này kẹp cái bình sữa đậu nành nữa, đi ra. Còn ông cứ tưởng đi xong, tôi bảo sao không phụ với bà xã mà lại đi tưởng vậy. Còn đau tay chăng, bác sĩ nói không được nhấc cái gì 10 pound hết, bó tay chấm còn hết ý kiến cùng. Rồi có nhiều khi đó, mấy cái bà bếp á, người ta tới người ta nấu đồ ăn rồi đưa tới ngay chỗ cửa, mở cốp lên, mấy ông đứng ở đó hút thuốc, mấy bà phải khuân nào là khoai, nào là bún, nào là ấy luôn, mà cứ đứng tỉnh bơ, không hề lại nghĩa là phụ một tay, bưng lên cho các bà. Mà cái này là toàn việc nhà Chúa không nhá, chứ không phải là việc ở nhà của họ nhá. Đấy, cho nên cái đó là một trong những cái mà các ông các anh, tôi ao ước là tất cả các ông các anh ở trong giáo xứ này nghe được cái chuyện này, cố gắng về chúng ta làm gentleman một tí, phụ giúp với vợ, rồi mình nghĩa là chịu khó làm phụ một tí đi nhá. Ở trong những ngày sinh nhật, ngày Valentine hay là ngày Noel ấy, hay là ngày quan thầy của bà xã mình ấy, chịu khó mua một bó hoa hay là một món quà nào đó cho bà xã mình. Có nhiều khi mình quên những cái chuyện đó, mình bảo ôi tốn kém, mà nhiều khi cũng tại các bà nữa nhá. Tôi thấy có mấy bà nghe là nói bà chứ ủa sao ông xã không mua hoa, ôi trời làm gì tốn kém chứ bày vẽ, nhưng mà ông ấy mua cho thì lấy. Ở đây các bà, các chị nhé, tôi hỏi là có ai mà không thích ông xã mình tặng quà cho mình không? Có ai không thích ông giơ tay thôi coi. Nha, các ông thấy nhé, không có bà nào giơ tay hết, chứng tỏ là họ thích lắm. Cho nên cứ mua, mặc dù là bà nói vậy thôi chứ mà trong lòng vẫn thích, vẫn vui. Cũng như là hai người họ yêu nhau đấy. Cái câu mà nói anh yêu em đó, nó rất đơn giản mà ông ơi, nhưng mà người ta cứ thích nghe.
Người ta cứ thích người yêu của mình phải nhắc đi nhắc lại: anh yêu em yêu anh. Có những cái ở trong đời sống hôn nhân nó không bao giờ nó nhàm chán, và cái việc tặng quà không bao giờ nhàm cả. Một bó hoa hoặc là một chút gì nhỏ nhỏ mấy bà thích ấy, chẳng hạn như hột xoàn. Cái ngày kỷ niệm hôn phối có nhiều người không nhớ, cái ngày sinh nhật của vợ của chồng mình cũng quên bén đi mất. Đến khi mà có người khác tặng quà sinh nhật cho vợ mình, lúc đó mình mới nhảy đỏng lên: tại sao sinh nhật vợ mình mà nó nhớ? Bây giờ đó, iPhone, bây giờ là smartphone đó, nó thông minh lắm anh chị em. Ghi vào trong đó, rồi nó báo trước cho mình biết 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần sinh nhật của vợ mình, sinh nhật của chồng mình, quan thầy của chồng mình, ngày này là ngày mình kỷ niệm hôn phối. Anh chị em ghi vào trong đó, rồi tự động đến ngày cái là nó báo cho mình biết thôi. Không có phải dùng cái là đầu não này để nhớ làm chi đâu, không có đâu. Cho nên mình biết là lợi dụng những cái technology đó để mà nó giúp cho gia đình mình sống hạnh phúc hơn. Cho nên nhớ đến những cái ngày quan trọng đó là cái điều mà chúng ta cần phải để ý thôi. Và tôi biết có nhiều gia đình không bao giờ có cái vụ mà mừng sinh nhật. Ở Việt Nam đó, ngày xưa mình đói, mình khổ thì cái đó nó thuộc cái loại gọi là xa xỉ phẩm, đúng không ạ? Còn ở bên này đó, ngày sinh nhật chỉ cần ra chợ mua một cái cake nhỏ nhỏ, ở trên nó có viết mấy chữ thôi, về là cả nhà vui vẻ với nhau cắt, đốt nến, thổi nến với nhau. Nếu mà 80 cây nến không được thì mình đốt 8 cây thôi. Những cái chuyện đó anh chị em có thể làm được. Và những cái đó là những cái nhân tố nó làm cho đời sống gia đình, đời sống hôn nhân mỗi ngày hạnh phúc hơn, mỗi một ngày được triển nở hơn. Cho nên anh chị em cố gắng nhé. Và cuối cùng đó là hãy chấp nhận những bất toàn của nhau. Nhân vô thập toàn, nobody is perfect. Ông bà ta thường nói là nồi nào thì úp vung đó. Cái điều đó có nghĩa là hai người cần phải bổ khuyết cho nhau. Cho nên mình đừng có bao giờ mơ ước một người vợ hoặc một chồng hoàn hảo, mà chúng ta biết rằng mình lấy người đó về là bởi vì mình cần để người đó có thể xây dựng những cái khiếm khuyết cho mình, bù đắp lại những gì mình đang thiếu. Cho nên phải chấp nhận nhau. Ví dụ như là mình lấy phải một ông chồng, ông có những cái tật xấu, mà có nhiều người lại có, nhất là các cô lại có những cái mơ mộng hão huyền là con nghĩ là sau khi cưới con có thể thay đổi anh ấy về những cái tật xấu này, tật xấu kia. Đừng có mơ, không có đâu. Khi mà đang quen nhau mà chưa thay đổi được thì đừng nói đến chuyện mà lấy nhau rồi về rồi mới thay đổi, không có đâu. Ở trong gia đình, người này thì giỏi về cái này, người kia khiếm khuyết về cái kia, không bao giờ mà ai hoàn hảo cả. Cho nên anh chị em cố gắng chấp nhận nhau, kiên nhẫn và bình tĩnh với nhau. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không nóng giận, không nuôi hận thù. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả và chịu đựng tất cả. Kiên nhẫn là cái nhân đức cả anh lẫn chị, cả ông lẫn bà, cả vợ lẫn chồng, và những người sống trong đời tu của chúng tôi cũng phải tập luyện mỗi ngày. Khi hai người lên trên đây làm phép hôn phối, cử hành bí tích hôn phối trên đây, hai người trao cho nhau cái nhẫn. Chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà có nó thì càng sống lâu. Cái nhẫn đó là nhẫn nại, nhẫn nhục, đó là cái ý nghĩa của cái nhẫn đấy. Cho nên nếu mà chúng ta không kiên nhẫn với nhau, gia đình mình sẽ đổ vỡ. Cho nên chấp nhận nhau, những cái bất toàn của nhau, kiên nhẫn với nhau. Và các bà nói ít điểm đi. Nhiều khi mình nghĩ rằng như là mình nói nhiều thì mới có hiệu quả. Nếu mình nói 10 lần nữa thì ít đã được một lần nó lọt vô tai nữa. Sai, cái đó phản tác dụng. Nói ít thôi, nhưng mà khi nói thì phải nhớ nguyên tắc lựa lời, lựa lúc và lựa cách. Lựa lời, lựa lúc và lựa cách để nói. Khi mà chúng ta đang nóng giận, cái lúc đó không phải lúc để chúng ta nói. Khi mà người phối ngẫu của chúng ta đang gọi là giận dữ, không phải cái lúc để nói. Lựa lời, lựa lúc và lựa cách. Nếu các anh, các chị, nếu các ông, các bà nhớ được và áp dụng trong đời sống của mình, gia đình của mình sẽ tránh được rất nhiều những cái phiền hà nhé. Rồi, cố gắng bỏ những cái đam mê về tiền bạc, rượu chè,
cờ bạc thuốc say. Những cái thứ đó ông bà ta từ ngàn xưa đến giờ đã nói không bao giờ đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Tứ đổ tưởng: cờ bạc, rượu chè, trai gái, thuốc say. Riêng với các ông, các anh, những người mà hút thuốc, các anh, các ông suy nghĩ lại, cố gắng bỏ đi. Bởi vì cái đó là một trong những cái nó gây ra rất nhiều những cái tai hại cho chính mình. Bệnh tật, rồi sau đó mình gây gương mù, gương xấu cho con cái. Và những cái khói thuốc mình hút ra, nó hại đến sức khỏe của con cái. Này, khoa học họ chứng minh, nên cố gắng bỏ đi cái đó. Cờ bạc là bác thằng bận, không bao giờ mà có thể khá được nếu mà đam mê với những thứ đó. Tôi xin tạm dừng ở đây. Ông ngoài có tuyết rơi không vậy quý thầy? Có tuyết không? Có ai ra ngoài coi thử có tuyết rơi không, thì tôi sẽ trả lời các câu hỏi mà ngày hôm qua anh chị em có biết cái hát cái bài mà mẹ ơi đói thương xem nước Việt Nam không? Giờ mình hát nhé. Mẹ ơi đói thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điều tàn. Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an, nước Việt Nam qua phúc hiền. Bây giờ tôi sửa lời lại nhé. Mẹ ơi đói thương cứu giúp chồng con, vì chồng con đắm mê rượu chè. Chàng uống XO say xỉn ngày đêm, để vợ con đói rách thê lương. Mẹ ơi đói thương cứu vớt vợ con, vì vợ con quá mê cờ bạc. Nhà cửa xe hơi laptop đồ chơi, bà cầm ra pawn shop hết trơn. Ở ngoài tuyết có rơi không đang? Không rơi à? Ok, vậy mình chơi tới luôn nhé. Ok. Rất tiếc là tôi không có nhiều giờ để có thể trình bày tiếp cái tính xấu kiêu căng, nhưng mà tôi xin nói rất ngắn gọn, rồi sau đó chúng ta sẽ trả lời câu hỏi, bởi vì có nhiều câu hỏi mà tôi nghĩ câu hỏi này nó cũng rất là có ích lợi. Thánh Francis de Sales, ngài nói rằng cái máu kiêu căng, cái tính kiêu căng nó nằm ở trong mỗi con người của chúng ta, và nó chỉ chết đi sau khi chúng ta tắt thở 15 phút. Cái tính kiêu căng nó nằm ở trong mỗi con người chúng ta, không trừ một ai. Vì thế cho nên mình phải cẩn thận, bởi vì mình rất dễ gọi là nói ra những lời kiêu căng ngạo mạn. Mình rất dễ hành xử và để người khác nhìn thấy mình là một cái kẻ gọi là chuyên môn là khoe khoang. Ở trên đó là một cái tính xấu mà chúng ta cần phải thay đổi. Có một anh đó, anh là Việt Kiều, qua tới bên Mỹ này đi học, lấy được cái bằng master. Anh ta về quê thì đi qua một con đò, anh ta nhìn thấy một người bạn ngày xưa cũng là học chung trường tiểu học với nhau. Anh ta mới nói: ô, mày còn nhớ tao không? Chứ mày là ai? Tao ngày xưa học chung với mày nè. Bảo: ô vậy hả? Ô, nhớ ra rồi. Thì mày giờ về làm gì? Bảo: đi qua Mỹ, tao học xong rồi, tao lấy bằng master, bây giờ về là vinh quy bái tổ. Em bảo: ô mày, chúc mừng mày nhé. Thì cái anh chàng Việt Kiều nó quay qua nói: mày có biết toán học không? Bảo: tao chẳng biết, ngày xưa đi học thì học cộng trừ nhân chia vậy thôi, tao biết là khách đưa cho tao tiền, tao đếm tiền lại đủ cho khách, thế là đủ rồi. Thì cái anh chàng mà có master này, Việt Kiều, mới nói: như vậy thì mày mất 1/4 đời người. Vừa mới đi qua một quãng nữa, anh chàng Việt Kiều hỏi tiếp: thế mày có biết về địa lý, về thiên văn học không? Bảo: không, cái đó là cái quái gì vậy? Bảo: chứ mày phải biết như vậy để mày biết về nên là thủy triều lên xuống rồi mày đưa khách qua sông. Bảo: không, tao không cần biết cái đó. Tao chỉ cần biết là nước khi nào an toàn đưa khách qua sông, khi nào ta bơi trở lại bên này xong là xong. Quay qua nói vậy, mày mất thêm 1/4 đời người nữa rồi. Đi ra tới giữa sông, sóng gió nó nổi lên. Cái anh chèo đò hỏi Việt Kiều: mày biết bơi không? Việt Kiều nói: không.
tiêu cả cuộc đời này. Một câu chuyện khác, một ông cha sở trong ngày Giáng sinh có ba đứa giúp lễ, mà ông cha sở ông rất là kiêu căng, không phải cho Tuấn đâu nhá. Ông ấy làm cái gì hễ mà ông nói ra là người ta hỏi: ui sao cha biết vậy? Nó làm cha mà, tao biết thì sao không biết. Ba đứa nó vào, nó đưa ba cái hộp quà vô, nó biếu ông. Nó bảo là: thưa cha, chúng con nghe nói cha cái gì cũng biết hết, còn đố cha biết cái hộp này trong này có cái gì. Ông mới nhìn thằng bé ăn bảo: bố mẹ thằng này là có tiệm vải, chắc chắn là nó biếu mình cái áo hay là cái gì đây. Nó bảo: ở trong đó có phải là áo không? Thằng bé tròn mắt rồi: ui sao cha biết vậy? Tao là cha mà sao tao biết. Thế thằng bé tặng quà được bỏ qua bên. Thằng thứ hai lại: thì cha, bố mẹ còn tặng cha một món quà, nhưng mà cha biết cái gì trong này không? Sao lại không biết? Có phải ở trong đó là một cuốn sách không? Tại vì ông biết bố mẹ thằng này có tiệm sách, mà ông ấy đã nói với bố mẹ nó là ông muốn mua một cuốn sách cho nên. Phải trong này cuốn sách không? Ôi sao cha biết hay vậy? Thằng cha mà không biết đi. Đến thằng thứ ba, nó cầm cái hộp vô, ông bảo: bố mẹ thằng này có tiệm rượu, thế nào cũng biếu chai rượu đây. Cha biết cái này trong này có cái gì không? Trong này là chai rượu đúng không? Cha sai rồi. Ông bảo: làm sao sai được? Ông lấy tay ông quệt ở dưới cái nãy mày bưng không cẩn thận này, cái chai rượu nó bể rồi đây này, nếm vô rượu chát rõ ràng. Bà: dạ không, bố mẹ con biếu cha con chó con. Nếm nước đái chó mà nhá, mà là rượu chát. Anh chị em biết cái người mà kiêu căng đó hay bị chơi xỏ lắm, có phải không ạ? Hay bị người khác coi như là chơi khăm lắm, mà nhiều khi mình không biết. Nhưng mà cái kiêu căng ở đây đó, nó có nhiều cái đó, nó rất là kín đáo, nhưng mà có nhiều người lộ liễu lắm. Thế bây giờ chúng ta tìm hiểu từ xem kiêu căng là gì. Ở đây ai có thể cho tôi biết cái định nghĩa kiêu căng là gì không? Dạ, cho mình là trên hết. Vâng, cái gì mình cũng hay, cái gì mình cũng tốt hết. Vâng, còn gì nữa không? Để khỏi mất thời giờ nhé, tôi nói luôn. Kiêu căng là nói phóng đại với chủ ý muốn cho người khác nể phục hay ca tụng về mình. Nói một cách bình dân là nổ. Có ít thì ship ra nhiều, nói một cách gọi là phóng đại lên để cho người khác nể mình, để cho người khác khoe, nghĩa là ca ngợi mình. Và theo như Thánh Phaolô tông đồ ở trong thư gửi tín hữu Galata, Ngài nói rằng khi chúng ta so sánh giữa mình và người khác là lúc đó mình đang phạm tội kiêu căng. Ai tưởng mình là gì mà kỳ thực không là gì hết thì là lừa gạt chính mình. Mỗi người hãy xem xét việc làm của chính mình, và bây giờ sẽ có lý do để hãnh diện về chính mình, chứ không phải vì so sánh với người khác. Mình dễ so sánh không anh chị em? So sánh về sắc đẹp, so sánh về tài năng, so sánh về những cái của cải vật chất. Khi mình bắt đầu mở miệng ra mình so sánh là lúc đó cẩn thận, mình đang bắt đầu máu kiêu căng nó nổi lên trong người của mình. Chúa ban cho mình, mình cảm ơn Chúa, nhưng mà đừng bao giờ khoe khoang hoặc là so sánh với người khác. Thấy Chúa thì chị biết không, cháu nhà em con nó, em thất vọng với nó quá. Làm sao vậy? Chúa, tôi cả nhà em bốn đứa nó làm bác sĩ hết, mà bây giờ nó tự nhiên bây giờ nó đọa ra nó đòi đi học luật sư đấy chứ. Em buồn quá. Chị biết không, em mới mua cho nó cái BMW, em nói nó rồi là phải đem vô trong gara để đậu, bởi vì chiếc xe nó 60-70 ngàn. Vậy mà hôm qua nó không nghe lời em, nó để bên ngoài, có đứa nào anh ngang nó ca một cái vô một đường, chị bông sửa 5-6 ngàn bạc. Kiêu căng thường xuất hiện dưới ba cái dạng sau đây. Thứ nhất là qua hành động, cử chỉ, điệu bộ. Cái kiểu mà kênh kênh kiệu kiệu, lúc nào cũng như là vinh váo. Ta đây ở Việt Nam bây giờ nó gọi là cái gì? Chảnh. Việt Nam gọi là chảnh, là cái từ mới.
Có một cái bà đó, ông bố ông chết, bà phải đi, bà nói với người nọ người kia là phải đi vòng hoa và phải đủ 100 vòng hoa. Chúng mày không cần xin lễ, mua vòng hoa được rồi. Nói thẳng với lại những người quen như vậy. Những cái kiểu đó là những cái kiểu mà nghĩa là khoe khoang. Và cái kiểu kiêu căng đó, hồi nãy tôi đã nói rồi, khi mình phạm lỗi mà mình không xin lỗi, đó là một trong những cái cách mà kiêu căng đấy, gọi là một cái thái độ kiêu căng. Mình phải có cái gọi là cái tính phục thiện. Mình làm sai, mình phải nhận là mình sai. Cái cách thứ hai là qua những thành kiến. Việt Nam mình hay có những cái thành kiến, nhất là với những người nghèo. Con cái lập gia đình phải môn đăng hộ đối. Nó bước vô trong nhà, câu đầu tiên mình hỏi là nó làm cái gì vậy con? Nếu mà con của mình nó học cao hiểu rộng, con của mình nó làm nhiều tiền hơn cái thằng đó thì mình không chấp nhận. Ở bên này có nhiều đứa trẻ đó, ở bên này thanh niên thiếu nữ bên này, nó lấy nhau là vì nó yêu nhau chứ nó không cần đến cái chuyện mà phải vấn đề làm hơn tiền hay là ít tiền hơn nhau. Ở trên Việt Nam của mình, những người ở Việt Nam qua tới bên này, mình thường hay có những cái thành kiến đó. Mình so sánh rồi mình nghĩ là bảo thằng kia nó như vậy, sao không lấy nó mà lấy thằng này. Cái đó là những kiểu. Rồi mình hay nói ra những cái lời mà mình coi thường người khác. Thành kiến với lại những người khác màu da, thành kiến với những người khác văn hóa với mình. Mình cứ bảo là mình qua Mỹ là Mỹ kỳ thị mình, nhưng mà suy cho cùng người Việt mình kỳ thị người ta còn hơn là Mỹ nữa. Anh chị em cứ suy nghĩ lại thử mà xem. Mình dùng những cái ngôn từ mấy thằng xì, có không ạ? Mấy thằng mọi. Những cái ngôn từ đó mình buột ra khỏi miệng là từ cái tính kiêu căng mà. Thế nên xin anh chị em đừng bao giờ nói những cái lời gọi là thiếu tế nhị và thiếu tôn trọng người khác. Thay vì mình nói một cái thằng Mỹ đen hoặc là cái thằng Mỹ trắng, thế tại sao mình nói là cái ông Mỹ đen hoặc là ông Mỹ trắng, ông da đen, ông da trắng? Và mình hay có cái thành kiến đó, gọi là người Mễ hay ăn cắp vặt, Mỹ đen thì hay hiếp dâm hay ăn cướp. Mình hay có thành kiến đó lắm. Và đó là những cái xét đoán sai lầm mà chúng ta đã nói trong ngày thứ nhất. Cho nên mình đổi cái đó đi anh chị em. Cái kiêu căng đó nó xuất hiện ở trong là cái ngôn ngữ của mình, có cái cách sống của mình. Tại sao cái tính kiêu căng nó cứ tồn tại ở trong con người của chúng ta và nó cứ tồn tại trên thế giới này mãi vậy anh chị? Tôi nghĩ nó có nhiều lý do lắm, nhưng mà cái lý do thứ nhất đó, là bởi vì chúng ta không thấy ra những cái nguy hại của tính kiêu căng. Mình cứ cho đó là chuyện bình thường, trong khi đó nó không phải là bình thường mà nó rất nguy hiểm. Những cái nguy hại đó là gì? Kiêu ngạo là một trong 7 mối tội đầu. Sách Huấn Ca chương 10 câu 13 nói rằng đầu mối của kiêu căng là tội lỗi, và kẻ quen thói kiêu căng thì rắc gieo ghê tởm. Vì thế Đức Chúa đã gửi đến những gian truân và tiêu diệt chúng hoàn toàn. Sách Châm Ngôn chương 16 câu 25: đứa kiêu căng làm Đức Chúa ghê tởm, hẳn nó không thoát khỏi án phạt đâu. Lòng tự cao dẫn đến suy sụp, đức khiêm tốn đem lại vinh quang. Thánh Gia-cô-bê tông đồ trong thư của ngài viết chương 4 câu 6 viết như thế này: Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Phúc âm Thánh Luca nói rằng Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Cái sự kiêu căng là kẻ thù số 1 của Thiên Chúa. Cho nên nếu chúng ta mà kiêu căng là chúng ta trở thành kẻ thù của Thiên Chúa. Chúng ta nhìn ra được những cái nguy hại đó. Ngoài cái việc mà chúng ta mất ơn nghĩa với Chúa, ngoài cái việc mà chúng ta trở thành kẻ thù của Thiên Chúa ra, chúng ta mất bạn mất bè. Bởi vì không ai muốn chơi với những người kiêu căng cả. Chẳng có ai muốn mà cái gần người đó mà hễ mở miệng ra là bắt đầu người ta khoe từ lúc gặp cho đến lúc đi. Lúc nào cũng mở miệng ra chê bai người này, chê bai người kia. Không ai thích cả. Cho nên chúng ta phải cố gắng tránh. Chúa ban cho mình được có cơm ăn áo mặc, có công ăn việc làm, có vợ đẹp con khôn, có chồng giỏi, chồng nghĩa là đẹp trai cao lớn. Tạ ơn Chúa. Đừng bao giờ nhìn rồi so sánh với người khác. Có nhiều người vì nghĩa là cái chuyện mà nghĩa là cứ so sánh như vậy,
làm cho người khác xa lánh mình, kể cả những người vợ, người chồng trong nhà. Có cái bà đó, bà về nhà bà càm ràm với ông chồng: anh xem đó, người ta đi qua Mỹ này mới đây 10 năm thôi mà người ta có nhà cao cửa rộng, còn anh qua đây từ năm 75 cho đến bây giờ, trên răng dưới khó nói. Đừng bao giờ so sánh, đừng bao giờ kiêu ngạo, mà hãy tạ ơn Chúa vì những ơn, vì những gì Chúa ban cho chúng ta. Và một cái điểm mà căn bản nhất anh chị em, là tất cả những gì chúng ta có, tất cả những gì chúng ta đang gọi là hưởng thụ đây, nó không có bền đâu. Sông có khúc, con người cũng có lúc. Không ai giàu ba họ mà không ai khó ba đời. Đó là kinh nghiệm của ông bà ta. Cho nên ngày hôm nay mình có thể giàu có, vinh quang, ngày mai mình có thể trở thành một người là homeless, mình không biết được. Nay ông mai thằng, nay khỏe mai yếu, nay đẹp mai xấu, nay thì được khen, mai thì bị chê. Cái đó là những cái nó thường tình xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng bao giờ vênh váo về những gì chúng ta có. Chỉ một cơn gió thoảng thì là nó biến đi. Phù vân nối tiếp phù vân, mọi sự trên đời chỉ là phù vân. Không bao giờ mà mình giữ cái gì cho mình mãi mãi được. Anh chị em nhớ chuyện đó. Nên đừng bao giờ vì những cái thứ đó mà mình kiêu căng ngạo mạn. Khi mình chết đi, mình đem theo được cái gì thì cái đó mới là của mình. Khi chết anh chị em có đem theo được cái gì không? Thực phẩm à? Ồ, đem qua đời sau kìa chứ không phải đem xuống lỗ. Có đem theo được cái gì không? Có. Có đem theo được hai thứ: phúc và tội. Anh chị em còn nhớ tin mừng của Thánh Matthew chương 25: ngày sau hết Ngài sẽ đến để xét xử thế gian này, và Ngài phân làm hai, bên hữu và bên tả. Với những người bên hữu thì Ngài nói như thế nào? Các ngươi hãy vào hưởng vương quốc mà cha ta đã dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa. Vì khi xưa ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta trần truồng các ngươi đã cho ta mặc, ta đau yếu tù đầy các ngươi đã đến viếng thăm. Và những người ở bên tả, Ngài nói như thế nào? Cút đi, xéo khỏi mắt ta, vì khi xưa ta đói các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho ta uống, ta tù đầy các ngươi không thăm viếng. Cho nên khi chúng ta chết, chúng ta mang theo được hai thứ: phúc và tội. Cho nên ngày hôm nay ở đời này chúng ta cố gắng đem theo phúc, đừng đem theo tội. Của cải vật chất không có mang theo được một cái gì cả. Anh chị em nghe chuyện mà Alexander Đại Đế để lại cái di chúc chưa? Khi Ngài bệnh nặng, Ngài để lại một cái di chúc. Một cái di chúc rất là kỳ lạ. Khi các quần thần, nghĩa là quy tụ nhau lại rồi hỏi: mà tại sao lại Hoàng Đế lại để lại một cái di chúc kỳ lạ như vậy? Di chúc của Ngài viết như thế này: khi ta chết, tất cả những vàng bạc châu báu sẽ được rải từ giường của ta đi ra tới cái huyệt. Khi ta chết thì tất cả các gọi là lương y, các gọi là những danh y nổi tiếng ở trong đất nước này phải đến để khênh quan tài của ta ra ngoài huyệt mộ. Và cái quan tài đó, các ngươi phải khoét hai cái lỗ hai bên để đưa hai cánh tay của ta ra ngoài, hai bàn tay ra ngoài. Các quan hỏi: mà tại sao làm như vậy? Thì Ngài mới giải thích: ta muốn cho tất cả thần dân của ta nhìn thấy vàng bạc châu báu nó chỉ là cái thứ lót đường thôi, không có đáng giá trị là gì cả, ta không đem theo được. Và điều thứ hai, ta muốn tất cả thần dân biết rằng dù là danh y nổi tiếng giỏi mấy đi chăng nữa cũng không thể nào làm cho ta sống mãi được. Và điều thứ ba, người ta nhìn vào hai bàn tay của ta để thấy rằng ta ra đi với hai bàn tay trắng, mặc dù ta là hoàng đế. Anh chị em suy nghĩ về chuyện đó. Đừng bao giờ kiêu ngạo. Kiêu ngạo chỉ đem lại cho mình những đau khổ, đem lại cho mình những cái thất bại ở đời này và nhất là đời sau. Bởi vì Thiên Chúa không ưa thích gì kẻ kiêu ngạo. Bây giờ những hoa trái của đức khiêm nhường là gì? Sách Châm Ngôn chương 22 câu 4 nói rằng: giàu sang, vinh dự và sự sống là phần thưởng Đức Chúa dành cho kẻ khiêm nhu và kính sợ người. Sách Huấn Ca chương 32 câu 10: như chớp lòe lên trước khi sấm nổ rền, mối thiện cảm cũng đón chờ con người khiêm tốn. Cái người khiêm tốn là người được người khác mến thương.
Cái người khiêm tốn là được người khác giúp đỡ. Không ai muốn giúp đỡ cái người kiêu ngạo cả. Cho nên mình khiêm tốn, mình được nhiều cái lợi lắm. Lợi với Chúa, lợi với anh em của chúng ta. Mình đi đâu đến đâu người ta cũng thương mến. Còn mình mà vênh váo, kiêu ngạo, mình đi đâu cũng bị coi như là một thằng hủi vậy. Cho nên tôi xin tạm ngừng ở đây. Hôm qua tôi đã nhận được khá nhiều câu hỏi và cảm ơn Chúa tôi có thời giờ để chuẩn bị. Hy vọng hôm nay sẽ trả lời được hết. Thưa cha, vợ chồng con rất khó nói chuyện với nhau. Mỗi khi bàn thảo một vấn đề gì thì nhà con chấn áp, bảo vệ ý kiến của mình nên con chỉ im lặng. Xin cha giúp chúng con. Cảm ơn cha. Tôi chia sẻ rồi ha. Nghĩa là đừng bao giờ dùng cái quyền của mình để lấn át người khác, nhất là các ông. Mình đừng có tưởng là mình là cha, là người trụ cột trong gia đình rồi thì mình quyết định tất cả mọi sự. Hai ba cái đầu bao giờ cũng hơn. Khi làm một cái quyết định gì đó, anh các chị ngồi xuống để bàn thảo với nhau. Và nhớ đừng bao giờ dùng cái quyền để mình lấn át người khác. Thưa cha, hôm nay cha đi sâu về tha thứ. Nếu chỉ tha thứ mà không có nhận lỗi và luôn xúc phạm đến mình thì sao thực hiện được? Khi mà mình nhận lỗi, khi mà mình thấy rằng cái điều này nó không đúng, thì đó là cái cách để chúng ta có thể gọi là giúp cho người khác sống gọi là bình an hơn. Bởi vì tha thứ, có những người nói hôm qua, có người nói với tôi rằng nghĩa là tha thứ mà cái người đó nhất định là không có chịu chấp nhận để mà tha thứ thì sao? Xin thưa, khi chúng ta tha thứ, chúng ta nhìn vào chính cái lợi ích của chúng ta đi. Khi mình sống tha thứ thì mình là người được bình an. Mình không có gọi là giữ cái cục đá ở trong mình. Còn cái chuyện người đó có chấp nhận hay không, cái đó quyền của họ. Nhưng mà trước mặt Chúa, con đã tha thứ, con đã bỏ qua. Xin cha giải thích rõ thêm suy xét lạc quan, đừng trở nên lạc quan tếu. Thế chúng ta ôn lại một chút, lạc quan là gì anh chị em? Lạc quan tức là mình nhìn tất cả mọi sự việc với cái nhãn quan trong đó có cái tính gọi là tự tin. Mình không có bi quan yếm thế. Ở trong một lớp học đó, ông thầy ông hỏi, các em định nghĩa lạc quan là gì? Thì học trò thứ nhất trả lời là, thưa thầy, lạc quan có nghĩa là khi chúng em ngồi ở trong bàn như vậy, ba đứa ngồi có ba trái táo, mà thằng Tèo nó ăn mất hai trái, em còn lại có một trái thôi. Nếu em là lạc quan thì em sẽ nói rằng may quá, mình vẫn còn một trái để chia nhau. Đó là lạc quan. Còn nếu bi quan thì em sẽ chửi tiên sư, bố mày tại sao mày ăn hết hai trái của tao như vậy. Lạc quan với bi quan nó khác nhau ở chỗ đó chứ. Lạc quan là mình nhìn tất cả mọi sự nó nhẹ nhàng, nó không có nặng nề. Cho nên khi chúng ta xét đoán người khác, ngày hôm qua có những người hiểu lầm về vấn đề cái vấn đề xét lạc quan này nhé. Khi tôi nói đến xét đoán người khác, nó có hai loại: xét đoán tốt và xét đoán xấu. Thế khi nào mà anh chị em xét đoán về một cái gì đó mà mình đưa ra một lời kết án thì đó là lời xét đoán xấu. Còn mình xét đoán mà mình dựa trên những gì mình có, mình bằng chứng thấy rõ, thì cái xét đoán đó là xét đoán tốt. Mình không đưa ra một lời nào cả. Bây giờ quay trở lại cái mà anh Kim đưa ra cái vấn đề mà dealer, những người mà bán xe Việt Nam, là nói là nghĩa là rẻ với lại mua được nghĩa là giá hời thế nọ thế kia, là mình có cái xét đoán đó. Nếu anh xét đoán thì anh bảo là cái anh này, cái anh A này, anh là dealer ở tại cái hãng này, anh ta là cái người mà tôi đã có kinh nghiệm đó, anh ta bịt bợm tôi. Có xét đoán đó không phải xét đoán xấu, bởi vì nó là cái fact. Nhưng mà nếu mà mình đi người khác, mình nói, mình bảo chứ là ồ, cái anh chàng đó là nghĩa là anh ta bán xe cho tôi, bịp bợm, đừng bao giờ tới đó mua nữa. Có thể anh ấy bịp mình nhưng mà chưa chắc bịp người khác. Cho nên cái xét đoán xấu và tốt anh chị em để ý, hễ khi nào mà trong đó nó có thiếu bác ái, ở trong đó nó có thiếu có lòng thương xót, ở trong đó nó có lời kết án, thì cái đó là xét đoán xấu. Cha vừa mới đưa tay đã bảo là tuyết bắt đầu rơi xuống rồi, cho nên xin lỗi anh chị em, chúng ta không có tiếp tục được những cái câu hỏi sau này nữa, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em đã đến
trong 3 buổi tĩnh tâm này, và cầu chúc anh chị em chúng ta mỗi ngày được thăng tiến. Đừng quên chia sẻ video và nhấn nút đăng ký để theo dõi kênh nhé.